về sẽ giá lạnh rừng xa. Anh gửi lời thăm về em yêu dấu của bao ngày chúng mình xa nhau. Chắc em để phân son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được, đây miền rừng xanh vội vương áo lên khi quê mình khói lửa liêu linh. Nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn quả lòng chưa tên. Đừng giận hơn anh em nhé, mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không ngủ sầu. Dặn dò em chỉ đôi câu, từ cà bê sẽ viết gửi về riêng tặng người yêu hôm thương mến. Mai anh về kế việc nhà binh lính xa nhà nhớ cô nhân tình. Chuyện vui ngày cưới đôi này thuộc một chiếc đầu MD nữa trong ngày hôm nay. Chiếc đầu MD này là chiếc đầu đến từ thương hiệu Kenwood, một trong những phiên bản đầu bảng của hãng. Về cái cảm quan ban đầu mà Thanh Tâm Audio khi mà nhìn thấy cái chiếc đầu Kenwood DM9090 này, đó là rất là đẹp các bạn nha. Và cũng không phải là ngày hôm nay thì em mới trải nghiệm sản phẩm này đâu. Cái thời điểm năm 2017-18 thì em cũng đã có bán rất nhiều những cái đầu này. Đây là phiên bản cao cấp nhất, hết số dòng giải mã MD của Kenwood. Một cái thiết kế dân dụng với phay một chiếc màu vàng, rất là đẹp. Nói chung là cái giá trị xuất xưởng của con máy này thì nếu mà bây giờ đổi ra tiền hiện tại với tỷ giá bây giờ thì cũng phải khoảng ngang ngửa con Airblade. Rất đẹp, nhưng mà cái mức giá của nó thì này, rất là yêu thương đối với bác nào yêu thích một chiếc đầu chạy đĩa MD và kết hợp giải mã tín hiệu từ hai đường vào đồng trục và quang học. Cũng giống với những cái dòng sản phẩm MD khác của các thương hiệu khác, đó là một con MD thì sẽ có các ngõ vào của analog, của digital với hai ngõ đồng trục và quang học. Có những con đầu gấu thì sẽ có hai quang học hoặc hai đồng trục để các bác có thể kết hợp với các nguồn vào bên ngoài. Thời điểm hiện tại thì MD không còn là cái sản phẩm ngôi vương nữa, đã được khách hàng trải nghiệm và sử dụng qua một thời gian dài, vì thế cho nên cái mức giá của nó cũng đã chùng xuống rồi. Tuy nhiên nếu mà bác nào đang sử dụng những cái hệ thống âm thanh màu với cái màu sắc phay màu vàng hoặc là đặc biệt là Kenwood thì cái đầu này cũng là một cái đầu rất là xứng đáng để các bác có thể đầu tư. Và đặc biệt đối với các nguồn chơi cơ bản như của các bác, đó là chỉ chơi giải mã từ TV hoặc là kết hợp thêm một bộ thu Bluetooth từ đồng trục, thì cái máy này cũng là một con máy rất là hay, vừa dưới mức giá 10 triệu. Kenwood 9090 thì là phiên bản cao cấp nhất, vì thế cho nên là cái cân nặng cũng như kích thước của nó cũng rất là to. Nó sẽ có cái kích thước chiều rộng là 44cm và các bác có thể nhìn thấy mặt trước là phay nhôm màu vàng các bác nhá. Nó cực vàng luôn đấy, nhưng mà trong video của em thì cái đèn LED ở trên trần nó chiếu xuống đôi khi nó lại hơi ngả bạc. Đây là khay đĩa của cái chế độ chơi MD và đây là cái màn hình hiển thị được thiết kế gồ lên so với cái mặt phẳng của phay nhôm phía dưới.
Đây chúng ta sẽ có một cái núm vặn điều chỉnh là tiến và lùi bài với cái vòng tròn quay vô tận các bạn nhá. Còn đây là cái đường vào tín hiệu của chế độ ghi với cái cân bằng hai kênh. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cụm điều hướng của cái nguồn vào này. Nguồn vào thì các bác lưu ý giúp em đó là các bác đang cắm ở cái nguồn nào thì các bác sẽ chuyển về nguồn đó. Và khi chuyển về cái nguồn đó thì các bác sẽ ấn nút monitor thì nó sẽ là giải mã các bác nhá. Còn đây là hàng loạt những cái nút mà các bác có thể điều chỉnh để xóa cái tên bài hát khi mà chúng ta trong chế độ ghi. Rất là đẹp. Còn đây là mặt trên của nó. Mặt trên của nó thì thực tế là cũng đối với một cái sản phẩm mà nó có tuổi đời đến khoảng hơn chục năm như này thì nó vẫn là còn là đẹp. Nó vẫn là đẹp các bác nhá. Phía sau của chiếc Kenwood 9090 thì các bác sẽ có cái xuất xứ là Made in Japan chắc chắn rồi. Và chúng ta sẽ có bo mạch Digital In là cái phần jack in ạ. Nó sẽ có hai đồng trục của một quang học. Play out thì sẽ có đồng trục của quang học. Đấy là cái phần digital out đấy. Còn đây chúng ta sẽ có line in là đường vào cắm điện thoại, line out là xuống ampli. Và cái con máy này thì bên trong của nó thì toàn bộ khoang nội thất của nó ấy, cái phần ở giữa đây này là sẽ được bọc chống nhiễu, có một lớp khay chống nhiễu được nắp riêng biệt. Bên tay bên phải đây là một bo mạch giải mã 24 bit được đặt ở cái kênh out tiếng bên này. Nói chung con này thì em đã mở hộp rồi cho nên em sẽ nhớ rất là rõ chi tiết cái ruột của con này. Ở bên trên ở phần giữa đây chúng ta sẽ có một cái mặt lưng có chữ Kenwood 9090 thì phải, màu đen. Và có một con máy mà cũng mang một cái gọi là cái linh hồn của con 9090 này với mức giá là 5 triệu. Đó là con Kenwood 7002SG mà nó giới thiệu tới các bác trên kênh rất là nhiều. Nội thất thì y chang với 9090, tuy nhiên tính năng thì nó không được nhiều bằng. Ví dụ như những cái cụm điều hướng này, cái phanh nhôm vàng và kích thước dân dụng, hoặc là nguồn vào thì nó không được gấu bằng thôi. Hoặc là cái chế độ chống nhiễu của cái con 9090 đầu bảng này nó cũng sẽ hơn 7002SG các bạn nhé. Con máy này thì sẽ chơi nhạc từ đĩa MD, tạm gác lại chuyện đó. Thì tại vì là bây giờ chúng ta sẽ gần như cái nguồn đĩa này nó rất là ít, nhưng mà cái giải mã tín hiệu từ TV thì cũng rất là hay. Và thực tế thì đối với con máy này so với những con DAC khoảng 5-6 triệu thì con này nó sẽ chơi hủy diệt như bọn kia luôn các bác nhá. Tại vì toàn bộ những cái linh kiện cao cấp của Kenwood được trang bị trên con này, chẳng qua bây giờ nó hết thời. Tại vì là cái đĩa MD nó không còn người chơi nhiều. Cái thứ hai nữa là cái đường vào giải mã thì bây giờ đa số anh em chuyển sang chơi giải mã chuyên nghiệp rồi, chứ không sử dụng những con đầu MD nữa. Vì thế cái mức giá của nó sẽ mềm mại hơn rất là nhiều so với cái thời điểm đầu. Bạn nào quan tâm tới chiếc MD 9090 hàng cao cấp nhất của Kenwood thì có thể liên hệ tới số điện thoại của Thành Tâm các bác nhé. Tôi tình cờ quen nhau, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhưng mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Trừ nắng cháy sờ gió núi, sông sóng khơi
cho hình bóng. Đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đến đâu. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Kenwood 9090, hàng đầu bảng của dòng MD của hãng, có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Chất âm rất là tuyệt vời các bạn nhé.